Anh Hoa ơi, cái loa này hết pin rồi. Vãi. Rồi nha, bắt đầu cuộc live stream nha. Anh em hãy lên sóng này. Live stream. Rồi anh về lấy cái chắc sạc cái nó lớn nha, chắc loa luôn. Về nữa đâu. Mở nhạc mà cô pin mua mà mở nhạc. Nào mọi người lên này. Mắm ní này. Hết pin như đằng tỷ anh hồi pin. Thứ hai đó, thứ hai đó đâu có mở mà hôn chứ có mở mà. Đâu mở mà hôn chứ mở chúng ta nó hết. Ê thằng ní mình. Mình trật trật hại à. Nắm nửa thì ăn đôi nói chứ. Đưa lại đây luôn. Năm ơi. Tới mày đây, tới cơ. Này, anh em mà chú em rất khỏe đây. 1, 2, 3. Yo, 2, 3. Ôi, có bia bố không bia, có nhạc bố không bia gì ai. Chiếu tiền. Hết pin. Vừa mới ra đây lấy một cái nhạc này mà hết pin kia ơi, bên làm lóng kia ơi, kịp đây. Ơ lão bản, lại. Ba, 1, 2, 3, yo, 2, 3, yo, 2, 3, uống. Mang yếu. Ok. It's ok. Mời lón đi. Thank you. Ok. Thôi anh em đừng vô đây nha, chứ ta uống ở nhà, ăn uống nha.
就是我们有吃就喝，他们上面看就没吃没喝就投诉就一定了，对，没得喝啊，就想喝啊，哎妈的。 Không bần ngón mà bạn. Bần ngón mà. Hai mời bia bạn. Mình đừng bần live stream này, live cho bạn cái vừa con nhan trầu này. Đấy là anh Hải này. Anh Hải vẫn sống tốt, bia uống đều đều, một lon nó chảy mất tám. Bố lại thì hắn ở nhan này mời bài hát ở sân này trong phòng B. Rồi rồi, anh cuốn cho em đi được rồi đó. Cái cài ăn dưới chém một cài đó. Đây 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 bạn ấy. Rồi cảm ơn anh Tú nha. Đây là anh Tú đến từ Nghệ An nha. Anh Tú Nghệ An không ấy? Là Kỳ An, là Quảng Bình ấy. Ở đây là Phương Nhân Châu nha. Đây là anh Tú Nghệ An này. Anh Tú ở mỗi Quỳnh Lưu à? Anh Tú Quỳnh Lưu nha. Bác ở mỗi bác. À, anh ở Bắc Giang này. Đây có bàn Bắc Giang luôn. Bàn đúng. Bắc Giang, đúng rồi, gần lên lên bác. À, cách liền 20 cây nha. Anh em có dịp tới thăm liền thì thăm bác nha. Rồi 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 rồi. Ơ có giá lại tìm đây bác ơi. Đây là bác Kỳ Lân. Bác đến từ đâu bác ơi? Bác đến từ Thanh Chương. À bác đến Thanh Chương Nghệ An nha. Nhút nhút. Nhút Thanh Chương. Học học cái giỏi mà nó bạc đó. Lão gì à? Chia sẻ cho anh ý gì? Nhìn như Cristiano Ronaldo. Lại lại thế gì nào của rồi nè. Miền Điện. Miền Điện. Miền Điện đấy. À, cũng gì, cũng gì. Cũng người bán đi, đi mất nữa. Người miền mà. Lão mà lái. Lão gì à? Lái chưa sao chưa? À đây là anh Hùng nha, anh Hùng người Nghệ An nha. Biệt danh là Hùng Nghiên. Hùng Hùng Nghệ An à? Quê mua Nghệ An đấy anh ơi. Bắc Hồ lên Nam Đan. À Hùng đến từ Nam Đan. Rồi cảm ơn bác. Và có biệt danh là Hùng Nghiên. Ừ. Gây gây. Anh ơi, giới thiệu thì anh ơi. À bạn ấy ở Kia Ha nha, Kia Ha. À Kia. Đây cái hai cái ăn hải sản này. À, cảm ơn bạn nha. Chục riêng chưa đi phải cầm lá tím đi chục riêng này chứ. Anh ơi chục đi anh ơi. Giới thiệu thì anh ơi. Người quê Đồng Nai miền Nam này ha. À rồi, đấy là anh Tích Vậy. Quê quê đá bà chồng. À rồi nha. À, chúc sức khỏe nha. Chúc sức khỏe nha. 100%. Anh ơi, làm quen đi anh ơi. À, đây anh quê đâu anh ơi? Mình Linh đến từ Can Lộc. Vâng, cảm ơn bạn. À, anh đây là anh Linh đến từ Can Lộc. Vâng, Can Lộc phải Can Lý chứ. Đấy. Can Lộc mà sao anh ngủ ít thế? À, anh ơi, nào giới thiệu thì anh ơi. Mình là Thông đến từ Thạch Châu. À, Thạch Kha, anh Thông Thạch Kha nha. À, cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe nha. Cảm ơn. À, anh ơi, giới thiệu thì anh ơi. Trang Ca Bang. Anh Trang Ca Bang Gia Lai nha. Thật tuyệt vời khi gặp một người Gia Lai ở đây. À, chúc anh sức khỏe. Uống đi anh ơi, em mời anh uống đi anh ơi. Rồi, cảm ơn, chúc anh sức khỏe nha. Ôi, chúc có gì anh ơi, giới thiệu thì ơi. Chúc tên gì ơ? Tên Linh đến từ Quảng Bình nha, đúng không? Uống đi ly đâu, uống đi uống đi, đấy. Bye. Anh ơi giới thiệu thì anh ơi. Giới thiệu chúc anh sức khỏe cả anh ơi. Rồi. Anh đây là tên gì anh ơi? Tên gì anh? Anh là Chí Xoay đến từ đâu anh ơi? Anh ở Kỳ Liên Hà Tĩnh. Anh đây là anh Chí Xoay đến từ Nghệ An. À quên, đến từ Kỳ Liên Hà Tĩnh. À, chúc anh sức khỏe nha. Ủa? Quả vòng thôi. Ê, chúc anh sức khỏe. Để mình đi đủ vong lên mình lại của bàn riêng. Ôi là đấy mà, là đấy mà. Ủa cái bán, ủa.
uống thì uống nửa đi thì tao làm xong công tác chuẩn bị đi. Ừ, rồi đây. Rồi. Ôi hai ơi, giới thiệu tí đi. Lúc cần giới thiệu thì ó lại chạy đi. Vâng, đây là ở nhà có mấy lý này lên nhà. Bạn giới thiệu thì bạn ơi. Đẹp gái quá. Nhà em nói to lên em. Em nói lớn tí. Tên công việc là Nhã. Ờ rồi. Em đến từ đâu đây? Miền Bắc Hải Dương. À, em nhà đến từ Hải Dương, chúc em sức khỏe. Bộ đôi có mấy con? Ơ hả hả con ý là giới thiệu thì thằng hai con chạy nữa. Anh ơi, anh trai ơi. Giới thiệu thì anh ơi. Dạ em đến tìm, đến từ Đồng Nai à. Anh Tiêm hả? Anh Tèo hả? À anh Tèo, vâng. Xin chào anh Tèo. Chúc anh Tèo sức khỏe. À, anh Tèo đến từ Đồng Nai. Vâng, cảm ơn anh nha, chúc anh sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Anh trai ơi. Anh trai ơi, anh trai ơi. Anh trai là điên. Anh trai ơi. Anh trai ơi, giới thiệu thì anh ơi. Rồi đây. Rồi anh giới thiệu thì anh ơi. À, chào cả nhà, mình đến từ số biển số 12, mình tên là Mạnh Hùng. Bạn Mạnh Hùng đến từ biển số 12, giới thiệu thì nhân rõ ra mày. 12 đâu đây? 12 là ở đâu nhỉ? Lạng Sơn. Vâng, anh Hùng Lạng Sơn. Mười nhá. Rồi, chúc anh em. Chúc cả nhà năm mới mạnh khỏe nhá. À, chưa đến năm mới. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, đến anh Bơm. Anh Bơm đến từ 89. Anh giới thiệu thì anh ơi. Rồi, giới thiệu thì anh ơi. Chào mọi người, em tên là Bơm đến từ Hưng Yên nhá. Anh Bơm Hưng Yên nhá. Vâng. Mọi người hãy gọi em là Bơm. Đến từ biển số 89. Chúc mừng năm mới. Rồi cảm ơn anh em. À, đến anh ơi. Anh Cường. Anh Cường. Sao biết anh Cường hay vậy? Ly ở đâu anh ơi? Vâng, đây anh giới thiệu thì anh ơi. Hello. Xem hot girl không? Mọi người đang nào, giới thiệu đi anh ơi. Giới thiệu đi anh ơi. Chào người nhá. Vâng. Anh tên gì ơi? Anh giới thiệu nó khác. À, vậy giới thiệu với anh em, đây là anh Cường đến từ Hà Nội. À, chúc anh Cường sức khỏe. Anh ơi, giới thiệu thì anh ơi. À, Cao Thuận 37 Nghệ An. Vâng, xin cảm ơn anh Thuận. Chào mọi người. Vâng, đây là anh Cao Phương. Rồi, anh Cao Phương đến từ Diễn Châu, xin cảm ơn anh. À, chúc anh sang năm mới sức khỏe. Vâng, xin cảm ơn. Chúc mừng năm mới. Còn bác Công Hộ kìa. À, cảm ơn. Bác Công Hộ. Giới thiệu đi anh ơi. Anh ơi, double kill anh ơi, double kill. À rồi, à, anh ăn hơi nhiều đấy. Đây là anh Tú đến từ Nghệ An, nhưng mà anh được cái biệt tài là ăn hơi nhiều. Vâng, xin cảm ơn. Dưới này tôm mực đây. Tôm thôi chứ có mực đâu. Nói từ từ, giờ mở ra là rọt chía đây nè, chứ đừng có tránh trường hợp. Tí giờ ốm thì ốm sao, cứ rọt đây nè, cứ rọt trên. Yên tâm đi, ta sẽ có một số nhà tài trừ. Chính tiên Sảo Xuân lá lẻng xeng thì mất hứa. Xoay bia nữa. Mày quân thì. À, anh đến từ vâng, xuôi ra Miền Tiên. Năn xuôi ra Mã Lai. Hắn chào xuôi nó xin ra chứ xua. Năn xuôi Philippines mà. À, nì rượu căn tốt nà ơi, ý xua. Quan tốt người à? Người là gì đó? Mà lại. Bố. Người chung mà. Đó là dạng người mảng gốc khóa hay đó. Chị Xuê ơi, chị Quỳ, mày nói từ Hóa coi ông hiểu.
tiếng Hoa của mày á? Đâu, nó chỉ là người Trung gốc Hoa thôi, cả gốc ấy. Người Hoa nói tiếng như nhau mà. Ờ, là người Hoa ấy. Hỏi thử, mày thử dùng cái câu đó hỏi coi. Dùng tiếng Hoa hỏi không coi. Ni hai mà hai chúc có nhà. À, được, thấy không? Hiểu nhỉ? Rồi, rồi. Ủa vậy chú hơi có hộp nhắn nhỏ. Nhắm à, nhắm à, nhắm bay chịu quá, nhắm bay chịu quá. Nhắm đi, nhắm quá, nhắm quá. Nhắm bay chịu lo. Mỏi chân nó ăn nhiều quá chứ tốn mực luôn xuống cái chân ấy, mỏi chân nó đúng đấy. Cái nến tuột quá ấy. Tuột lại. Thằng à đây em lấy khẩu trang em buộc lại được. Để thêm một cái ghế nữa. Hello. Ok. Hôm nay là kinh quá biết chứ. Tôm ngon à? Mở nhỏ để cô nhạc được đấy. Đây đi, đây đi. 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 Đây đi
mở đi, mở nhỏ được. Mở nhỏ được. Ôi, cật cật đi bạn ơi. Được rồi. Cái này nó kêu fuck you. Được rồi. Đứng nằm đi. Mở nhỏ thì tha đứng mở. Cái mà ăn đi. Lại ăn cái khống đứng mở. Ăn đi đi. Ăn đi. Bên băm đi cán này thì rõ lên mới đi, có đường nó này. Đây. Đây là bạn Cảnh đến từ Kỳ Anh Hà Tĩnh. Một bên tàu lại Duyên Hàn Dân. À, quên chưa? Việt Nam Dân. Nhà mình là đều là người Việt Nam hết. Cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn. Anh tổ bên lính nhạy màu à. Nhạy vô mẹ, nhạy vô. Nhạy vô nó bệnh mày. Nó nhạy hôi là bên nhạy. Tết này. Cảm ơn bạn nha. Rất vui được các bạn. Linh ơi, về à?
Bay không ơi, đi buồn nữa đó. Buồn thế.
Mày không lên về nhà. Ly đi của ai này? Miền Trung, miền Bắc không có miền Nam mà ta. Miền Nam luôn nè. Ôi ơi, mình coi tích 7 đây là, tích 7, đây là lên Can Lộc tích 7. Hai anh em uống đây uống hết đi. Đây uống lên của mình nhiều hơn. Đi khoảng lính bự đấy anh. Ôi tắt rồi. Đâu anh, cho tay cho anh ăn. Tay xoay ngang. Ở bên này ông bía khô làm các bạn này. Ông bía trắng đây cái bầu bến từ lại đầu tiên. Chắc bà đó đỡ cho. Là giống như tổ trưởng quản lý bảo vệ chúng mày. Bà sao chắc hẳn đỡ cho mình thế nữa đâu. Ông bía bên này hẳn trong những Việt Nam đã có. Thôi vậy đó mà khổ cũng hả. Trời ơi. Chỗ mắt mày sang hết quen. Chị quỷ cũng xong rồi đôn vào tường này. Mình ta đỡ cho mình. Mình đỡ cho mình. Bảo vệ đó là nhà mình muốn tin.
Anh em thắng đi. Cảnh à. Mà đang mà sao một cả rồi. Rồi biết rồi biết. Hút rồi. Hút thuốc mưa mưa thôi. Kéo hoàng quả rồi. Đây đang chơi chạy một đường đi một đường đi chơi hết rồi thì quăng đi không phải đó ngồi đâu hết luôn mà chạy chủ cầm lý nha chủ đứng bên đứng bên lưng chạm lưng mày phải được mày thắng lưng lời nghe không đứng bên lưng không cả mình hơi bị viêm họng nên không uống đá được không uống đá không ăn uống đá nên uống cái này không ăn đá không uống đá được không ăn đá không ăn đá đau họng đau họng mẹ tóc quá mình ơi chị cần nói ứng của hình thức mà không được nói nhé đây 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 nghĩ ra đây chơi lên nhỏ nhá nhỏ nhá cầm lên một hai ba dùng hai ba dùng hai ba uống đóng làm cấm ta kinh doanh uống đóng làm cấm 50 nhỉ còn 50 nha 50 thôi đóng đấu khổ mà 50 cả kim nén ấy kim nén kim nén kim nén uống sướng tống điên lắm mấy đó đấu khổ bác về ngoài cái tí nữa bác ơi em về ngoài tí nữa ngoài tí nữa đắng ạ ở đấy tí lệch thôi lệch cái tí cái này xoay được không quay cho cái thang mô hắn đi đâu này không chụp đã lâu đâu quay là con một tí biến mà từ quán chụp phải quay đầu người ta đấy anh đâu 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 cái máy nó đẹp đấy. Là đang chửi là cái thằng nào mà có cái máy mà lòi pin lòi việc ra. Chào tất cả các bạn, mình là Linh đến từ Thạch Hà. Vâng, Hà Tĩnh. Quang Việt ơi. Các bạn có thể nhấn lăng cho mình cái đó không? Mình có nhiều đó. Tỉnh lót đấy thôi, mình còn hết đấy là bà mấy nhúng mà lót. Anh phải nhiều hơn.
nếu mà tao uống hết rồi tên live stream này bạn uống thì thất linh không lớp mười một trong đấy không à, à, quay về đây có phải à mi uống trong thì mi về mi này mi cứ đừng bê mi uống đéo đâu mà mi ngả mồm nó nổi nổi như con lăn xích cục mi đi bê bê đi này kỳ lân á đấy bên chụp đấy á để đổ đổ cái chĩa xoài này vô trong đổ tốn bia phải là cái mau giống như kiểu mà bông tốn bia đi bia mình tao có tắm chưa? Tao có tắm chưa? Anh em tắm chưa? Anh em tắm phân tắm chưa? Cầm Việt Nam thì hề cứ lại cái bế bên này con như con thơm thơm là về tới nhà là thôi nè. Tắm phân tắm cũng hơn là tắm phân tắm. Tắm về 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 đi dài chứ kiểu căng bụng quá đấy khổ lắm. Đấy đi đi. Trong đấy cổ này. Ai ai đi nôn thì đi nôn đi nhá. Hiện nay phóng đi đây. Nôn này nôn. Ra uống tiếp. Quá khang là anh đi luôn. Bước anh không quay. Đi mai 3 giờ sáng cũng kêu như con nít khóc nè. Qua qua qua. Không còn đang nghỉ nè. Ái còn đang nghỉ nè. Đừng có nôn lên phí vô. Uống như mình nướng cá bùi như vậy. Kêu kinh điển. Cái mẹ man đấy. Cứ bao giờ nôn. Uống như gì đấy. Mình đi về cũng như đi về mắt con nít. Đó là chắc là mèo. Đá mới khắp bắt đầu đến khi mà cháy. Kêu gớm lắm. Chắc tôi coi. Anh đặt cái bò đấu hết vào đáy này. Sao đây không? Không uống nữa. Đầu uống nữa. Chắc có mấy miếng vô đầu hết. Sao đây? Hậu chờ. 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 Chí gọi là tí nó tiêu hết bia đi rồi nói có gì. Ai lấy đá nó không? Có. Đây. Bia. Mà nhân thế đó. Họ lại rất đá đấy con. Anh cho hết mồi đi bé này. Có cái thùng bia lên nữa con không mày? Chí gọi mà. À đó. Cảm ơn này. Chí quẩy ủng hộ 2.000 nhưng mà bỏ cho Hùng Trạm 1.000, chí quẩy 1.000. Thôi được, cảm ơn. Để bắt tay bên nữa, bắt tay bên nữa. Bắt tay bên nữa. Bắt tay bên nữa. Bắt tay bên kia. Phải hả đây? Thôi thôi, im lặng thằng em nói mông. Bắt tay. Im lặng, anh em lặng này mẹ. Đại diện của hai tổ trưởng của hai bộ phận. Đây là một người 1.000 để góp chung vui với anh em chúng ta. Đề nghị anh em ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh. Một tràng pháo tay. Chi quẩy Hùng Trà uống lòng. Chi quẩy là chi phu chúng trừ 1.000 cho Hùng Trà được đó. Anh em ta gỗ tay đấy. Mà phải có chi phu với có chi yến nữa. Có chi yến nữa. Chi yến nữa đó. Chi quẩy là chi yến nữa thử coi. Bần đến bần. Mày nói xấu bần đến bần đến là được. Rồi ok, một bàn đánh, bàn đánh. Bên tay bên kia chuyển được rồi đấy. Bàn đánh, bàn đánh. Anh em đánh đòi đâu mấy. Mỗi người 1.000 thôi, tính nó đi ca hả? Hả? Hay gì? Cái gì? Tính nó đi ca hả? Ca gì? Ông đâu về đi? Ông gì? Đây đây, ca cái này. Ca cái này rồi. Công cái này. Đang ca cốc. Ôi trời ơi, trời ơi. Cái này, ta chưa đến cuộc cuối nào có được cùng được. Nhưng mà anh em ta vui là được. Nhưng mà hiện tại nó có hai nhà tài trợ lớn. Đó là nhà tài trợ mang tên Hùng Trà và nhà tài trợ mang tên Chí Quẩy. Vâng, xin một tràng pháo tay. Khoan, từ từ, từ. Để nói xong. Từ xong hả? Lúc này rồi. Để mà tưởng nhớ đến cái công ơn của hai anh em. Để tưởng nhớ đến công ơn của hai anh em lành nào. Anh em ta hãy nâng đi lên để chúc mừng. Không có mắc nè không? Từ từ. Nhưng mà tạm thôi là Hùng Trà đang đi về đấy nhá. Của bên Chí Quẩy nhá. Từ hai nhà thôi. Hai nhà nữa mãi từ cắt thịt thôi. Tổ trưởng mới sắp xếp. Mình kia có ý kiến này. Cuộc vui của vui không, cuộc kéo dài không là do mình im lặng hay là yên ổn nào? Em nghĩ là đi ăn bữa. Bây giờ là hết đó. Ta cứ nhỏ nhỏ thôi nè, vừa mới nói chuyện nhưng mà ta nói nhỏ như thế này là bình thường. Im lặng đi. Anh em ta có gào lên đừng có nói to quá. Nói chứ là nhau hiểu nhau mới nói to đâu. Nói vừa vừa nó ra được. Không đeo uống hết rồi, phải uống nhanh nhất nhỉ. Muốn tìm tìm uống xong. Mỗi người ta sẽ lấy tìm mũi uống người uống tên. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Có á.
tâm anh nhá. Uống ngay giờ sớm 8 giờ 23 phút. Ta đúng không? Sớm cái giờ của mình 2 3 giờ sáng. Đã mất tiền rồi. Chính lành rồi. Anh em ăn ngày lành rồi. Mình xẻ xong rồi đưa anh em ăn để tặng riêng buổi sáng. Đây đây đậu luôn rồi. Đó là tính khác. Chỗ bên kia ông nội ơi. Chỗ bên kia nè. Ôi à Thắng ơi. Giữ được mọi người ăn xiên xong rồi lại lại quay để lần sau đi tiếp. Thuần ơi, à Thuần này. Bây giờ hả? Thôi bỏ đi bác ơi. Giữ gì nữa. Bảo vệ môi trường. Thắng ở lại ổn thắng rồi. Thắng này xiên về giữa nữa. Ai xiên tiếp. Cái gì đùa. Thôi, thôi. Mấy học đôi nữa. Xiên đem về mình gì? Đây không vô đấy. Làm xong ai dọn ra đây? Nghe ăn nữa. Nghe ăn nữa. Tòng bữa nay nó vẫn thú đấy. Đây xuyên chín đây, chín đâu em ơi. Con này nó đang qua đây vậy. Cháu nghe ăn. Đấy, đừng mầm đi con dư đấy. Đứa tổ mầm đi đấy. Đến qua 12 nhằm đến cái đồ sổ. Sổ nhỏ chắc chúa dư lắm. Đây, toàn xanh hết. Đưa chín. Đây này, tôi để cái chín này. Nhìn là biết chín này. Nhìn là biết mà, cần gì cái dĩa này nhiều cái chín lắm. Đây là một cái miếng nào. Sao đây chín này, chín này, chín này. Lo gì đây? Là chỉ quầy cản chặt mà đừng con hồi kiếm đúng. Đẩy vô nha góc. Đây ế đây ai ăn. Ba chi phụ 7000 rồi. Anh em ơi. 7000 luôn. Anh em biết tới uống nhiệt tinh chưa? Lại tìm là 2 triệu lượt xem nha. 2 triệu lượt xem nha. Anh em uống nhiệt tinh lắm. Lượt view quá đấy. Nói ngoài chứ, nói nhỏ nhỏ chứ, cổ cũng đã mua chó bên. Hết rồi, hết rồi. Anh em uống nhiệt tinh đi 2 triệu lượt xem. 2 triệu lượt kiếm. Mấy ông kia có khi lại bỏ phải không ăn nữa lại bỏ kiến ăn qua bên kia kìa quả thì không ăn nữa thì lại bổ dưỡng ăn đi. Còn mấy bạn này thì ăn cái gì được có người kiểu ai trên hai bạn bây giờ mình trên ơi kêu ai vậy bạn kêu ai bạn kêu ai không kêu ai đâu các bạn nó quá mình quá các bạn đấy chứ mà quá sự luôn bạn này bạn này một mấy đâu đó là qua 10 anh em xong rồi về anh em nha luôn bay chúc sức khỏe rồi sủ sủ gì ố hắn ná mình có thể là đứng đấy bạn này phụ nữ có thể đứng đấy không đầy đủ mà chúc mừng mấy chị em phụ nữ ngày càng xinh đẹp ha. Rồi ở đó ăn hả? Chưa say. Ai chim đi chim đi. Khi nào say khi nghe về nha. Bên kia rồi. Bước xúc bánh xúc nhẹ xíu được rồi. Bia đâu rồi? Không nói Trịnh Huy đâu mà cái thằng bóng đá nha. Không khung mà Trịnh Huy không thấy à. Chi quẻ mình còn chưa thấy mình đá bóng. Chắc mai mà đá nha, mai đá hả? Mai nếu mà đá thì mình xuống. Yeah. Đá cho là đá biết là trình độ như thế nào. Né cái mặt mình xíu không phải là né chứ mà gọi là mình chỉ bắt đứng sau rồi. Đứng sau rồi. Nào nha. Đùa chứ mà biết đá đâu. Nào nha. Lấy nhang, chị quầy ơi. Bây giờ lấy nhang, khách tên đó. Để uống cái này xong đó. Uống đây xong đó. Chào tất cả các bạn, đây là bạn bài hát tên này, tốt nghiệp mà học ban có học xong nha, tốt nghiệp qua các bạn cấp 4 ấy, vâng, tốt nghiệp khi mà đi nhậu đấy là thi tốt nghiệp xong, tối đấy đi nhậu đúng vì bài hát này là đánh nhau như khi mà đi lấy bảng là nộp được 2 triệu, thế nên đừng có kể bài đó lên, đây là bạn như đến từ Đồng Nai, Nam á, bắt đầu là nó đến sau mấy thằng ngồi hát vui thôi, không đồng mà, chửi nó gọi đi hết chưa.
người tới cuối cùng mình ra bọn mình đập nó cuối cùng mình mình là Linh đó. Mình đến từ Đồng Nai xin chào tất cả em vì câu chuyện đấy bạn ấy câu chuyện mà trốn cố về sau lấy bạn em uống tiền mới lấy hôm đấy là thằng Linh đến này thằng Linh Linh bạn Linh nhỏ này phân biệt uống gì chưa anh nhìn chưa anh gọi lại lấy cốc đi mẹ đấy không cho mấy em đi đây là cái này là cá cái này là cước mèo béo bao còn mấy cái mấy đồ gì đi táo này lấy đi táo lại Bia này. Trời ơi, có một người xem mà. Bia này chảo xài trước á. Anh ông. Hai cái lon đây thì mình uống hết lon là nhiều. Lon cũng là cái cho xin của đó. Đây mâm mày của khách. À, không nhưng mà tại vì đây lon hết mấy cái lon cũ của họ đây này để thừa. Tám cái bốc. Lính ơi, lính ơi. Lính rồi. Lính ơi. Bà nhà này tên nướng của mẹ. Làm cái em. Kêu bọn nó kêu ai quen con em nào thì kêu kêu đến. Cuối cùng này thì đến là đi ca nữa mà. Đừng lón nè. Đến là đi ca nữa. Ờ. Có nhà trò chơi kêu quầy. Lón nếu mà lón mê. Không được là đi ca chứ. Lón này lón này trường. Lón này lón của Tân Cai. Lón này mới lón nặng, mới lón của Hân nè. Tâm đều. 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 Anh tơ tơ này, thịt con này này. Đúng rồi, đúng rồi. Có thịt dê này, làm này, thịt dê này. Không phải làm phế bỏ dê này là dê xào này, dê này dê. Dư lợn, dư lợn luôn ơi. Ốm dư dồ, mất khách nào đó. Không thì ông lấy xiên này, xiên thì xiên này. Em bè ăn đi nó. Anh em ơi, anh em nâng mi mời khách mời rồi. Ba ô mới đến này. Ba ô mới đến. Ba ô hình. Uống hết để đứa luôn mới. Bật không có lon à? Mai trật tự mời ba ô mới đến này. Đi lặp lại nhiều lần. Ba ô mới đến này. Biết. Cầm đi không? Biết. Lão biết cả tên thật hết à? Làm nhiều thế À, có thể bà hôm không mà đẹp mọi người ơi, công công mừng ba người mới đến này. Quay lại chim người. Quay lại chim ba ô này. Anh giới thiệu em lấy chú. Hình như em đến từ kỳ thứ. Anh em ơi, toàn bộ nha, đồng thời nha, đồng khởi này. Đây. Mình nhà hồ đóng lăng cấm nha. Nó bỏ bên anh có. Hồ đóng lăng cấm nha. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Đi này em rồi, ai cô đại. Hồ đóng lăng cấm. Cô đại lấy không em này chưa? Có có. Lão Minh quá, lão đá ai lấy đá nhỉ? Bỏ đi. Bật luôn mở cho Linh cái, bật luôn mở. Bỏ luôn mở cái đấy. Lọt mở đây. Vẫn mua bốn từ đá đó mà. Đây đây. Mở đây. Đây. Đó tao đón cho hẳn đây. Đây. Ai cũng mời mở đấy. Đúng mẹ người. Đi trên này xây. Mở đây đón rồi. Đó mười con kia. Hết hết bên lão này phải chạy đấy à? Hết lấy rồi nhá bác. Hết đá rồi người. Ngăn được mấy, ủa được mấy hay? Con của mình là 4 thùng rồi thì đẹp, hồi nãy mà mua 8 thùng thì đẹp. Mới hết 5 thùng à, 5 thùng rồi. 4 thùng, 4 thùng, 3 ô 4 thùng, tụi em 4 thùng rồi. Đi vào, đi vào. Không, mua tất cả 4 thùng thôi. Khi nó phát thùng rồi nón đi nè. À, nó phải khỏe. À, làm đem 1 thùng nữa mà. Nó không hả? Đó. Đây là mua thêm két rồi này. Đi mua con nói bọn nó bỏ bia mới vô không để mất tí mà lấy tiếp. Biết thế mình xuống nướng thịt từ sớm. Giờ phê rồi. Nhìn ở đây ta. Em. Rồi nó. Bao tử này.
Mình chờ thằng Lý hắn 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 đêm hắn đẩy lại nó bên này. Anh em ơi. Một, hai, ba. Anh cầm xuống, anh sang được. Hai, ba, rô, hai, ba, uống. Rô. Có nhưng mà thổng tiền kia thằng đấy. Quái nè, anh cành, quái anh xuôi đi. Em, cảm ơn bạn nhớ. Không, ta búi được đây, búi được đây. Ông này tôi về còn làm việc. Làm quay sao anh ngủ anh còn nào anh cháu nhà anh có việc gì mà ông làm việc trên ông ta việc trên nóc nhà vậy lên đi leo đi em vừa leo à cái này của ai bác? Con à? Có một người xem này. Nó quay trực tiếp vào. Ồ, chuyện gì đâu? Chuyện gì đâu rồi? Sao mình còn mấy cái rồi đó, không có tàu lì về cho vừa. Sao đục chó. Thằng chục cái cả thế mặt mình như tao là thằng chục kẻ. Đó, mấy đòn đấy. Miền Bắc là hơi ít nhỉ. Miền Bắc đấy, xịn tốt. Không chứ còn gì. Không đem mày cả. Ê, khoan soạn cái cái lỗ. Công ông bắt đầu cho chuẩn đó. Thế nào? Thế nào? Cháy cháy tâm hơi chứ. Đây là miền Bắc. Đấy đấy. Đây khoan soạn. Đây là miền Bắc nhỉ. Nó lắm. Bơi đừng bơi. Bơi đừng bơi một là đấy. Trùng. Đại Nam không? Miền Nam à? Miền Nam hơi nhìn. Thế thì mình này chả liên quan gì đến miền Trung. Miền Nam đâu? Miền Nam đâu? Miền Nam. Yeah. Hey, khoan. Ở giờ đại diện miền Bắc ấy đã bị tháo cả. Không được họ mời là Minh Nhân. Họ mời Minh Nhân. À để mời ai? Mời Minh Trung. Minh Minh Trung không? Minh Trung đi đái. Minh Trung mới ở hiện tại đấy. Thì Minh Nhân đã trống lón cả đấy. Trong lón cái chủ ấy nói là cho em một lần sái đúng không ạ? Em đã sáu rồi. Đứa nào mà dám liều vậy hả? Xin một lần sái. Đọc cô cầu bãi chính hoa phải không? Đúng rồi. Hoa trương trương dương gì đâu nha. Miền Nam uống nhanh nên có bắt tay nào. Miền Nam. Thôi thì cái năm mới uống cháu cái năm mới này được năm mới anh nhảy. Nè, thôi nè. Mày đi. Chém á, tao đi.
mấy nhà đi mù như nón năm chồng chớ đâu đấy gọi là tham ăn tham uống đấy gọi là chửi ăn chửi tham ăn tham uống như nhiều nha thì tao đại diện miền Trung ta chúc mấy anh em miền Bắc một cái rồi rồi mấy anh em miền Bắc ở đây có bao nhiêu anh miền Bắc chúc mấy chú hãy nói ba người miền Bắc đâu ấy ba người hoàng duy kia đâu có nữa đấy, có cái ống hùng hùng chả nhá, hùng chả mình đập á, mình bắt có đấy bảy bu thôi, rồi đúng bu nào rồi, bảy nào đây, rồi anh em mình bảy bu một người. Anh người bạn nào ơi? Đây đây, bảy bố ai chúc ai chúc ai chúc đâu? Đây là hội đồng hương miền Bắc. Có cái lon lớn quá. Bà là hội đồng hương miền Bắc chúc hội miền miền trăm luôn. Đồng hương miền Bắc được rồi, vào đây. Có rồi. Để thắng cảnh là chả thấy rồi em này bác bỏ bỏ cốc xuống đi. Tôi đang được cái gì tôi nói chịu vấn đề nha thông thôi đang để bỏ lý xuống mấy cái biên đá xuống nè được em cũng đưa tới bỏ lý xuống đi anh em miền Bắc người anh em miền Trung anh em miền Bắc rồi miền Nam miền Trung cắn bấy nhá cắn bấy ok cắn bấy à ít bắt chân ta xuống ôi vậy nhá bóng là đại diện đó này đại diện một chắc đôi con của đàn ông chưa cắn bấy nhá cắn bấy ông sợ bầu đi à ông cảnh đấy là anh em đại diện ông cảnh là đại diện từ lâu anh nhiều của miền Trung mày nghe hiểu chưa anh không từ đúng không giờ mà đại diện miền Trung mỗi ngày mời một mây là cảnh là không xin phép nha cảnh là Tây Nguyên ai dạ mời người miền Bắc mà lên cổ rồi nha Tây Nguyên là quá trình cổ lần rồi đây kia nha dạ do là miền Trung mời lại miền Bắc miền Nam mời rồi 80 rồi mà 80 rồi chưa đến là tối à có anh em mình thấy chưa đến miền Trung mời lại nhắm làm lón cho vui giờ mời lại miền Bắc và miền Nam một lý mời miền Nam trước em mời vừa uống xong miền Nam vừa uống xong miền Bắc vừa uống xong uống chúng luôn đi cái này miền Bắc mời miền Trung miền Nam đúng không đúng rồi mời chúng như miền Trung cùng mời miền Bắc miền Nam mời chúng đấy vậy hàng à tiền vay chúng như lắm mày tiểu không vui cái này là miền Bắc thử đi à mới rồi miền Nam thì bây giờ miền Trung mời miền Bắc miền Nam ai được vương mới xong thành chồng nhất đại á ông chủ thành được ba nhau học được nhau xong một thế giới vậy ta hoàng duy phát biểu Bắc Trung Nam đại đoàn kết dân tộc ba lớn đi lên mình đéo uống nổi nữa miền Nam Tây Nguyên à hoa đâu mới trốn không làm hòa đâu làm như sao hòa hả bây giờ bọn nó đang hai đánh nhau hai à hả hơi liều á rồi đây giờ đoàn kết dân tộc nhá giờ đó đi nãy giờ làm như hòa hả đây luôn bắc 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 Trung Nam đã đông khởi bắc Trung Nam đông khởi đi hòa lại hòa bắc Trung Nam đông nam anh em một nhà đây cho Phương này cho Phương này Bắc Trung Nam đâu khởi này. Khang này, một trò nhắm tao hả? Khang à? Khang ơi, miền Nam này. Chị Khang ơi. Miền Nam đâu rồi, chị Khang. Lâm Trung Khang. Vòng tay lớn, Bắc Trung Nam anh em. Bắc Nam. Mấy giờ đấy? Đôi vòng tay lớn Bắc Trung Nam anh em một nhà. Chỉ nhớ kẹo mới lắm. Bình chưa. Ôi đây, ôi đây. Đã giảm tí nó được chứ con không phải. Bình chưa mày. Anh em bảo là anh em ta về cùng nhau ta sum họp này một hai ba bốn năm anh em ta về cùng nhau đâu này ca kia đâu ấy ê không phải khác biệt anh em ta một nhà anh bắt bắt đây một nhà bắt đây bây giờ
Ôi, chú, chú, chú. Anh à, anh, em không ở miền núi, em miền núi không được. Anh thì không được Tây Nguyên mà. Tây Nguyên không phải Việt Nam, Việt Nam cả. Nhảy Nam Bắc nha. Túi cũng trông. Nếu mà miền Nam thì họ nói Tây Nguyên làm gì? Có nhiều cái phân miền, chứ không phải là quy định miền là khác, vùng là khác. Thế em mười cả nước Việt Nam. Tây Nguyên không được gọi là miền. Em có mười cả nước Việt Nam. Việt Nam này, Việt Nam này, Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Chúng ta là Việt Nam. Mời lâu quá rồi. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. We are Vietnamese. We are Vietnamese. We are Vietnamese. Nhưng mà tí tí nữa là chi quẩy phải cõng anh Nguyễn về nhá. Điên à? Mẹ toàn mắt trong bùi. Hứa Minh đại ca. We are Vietnamese. We are Vietnamese. Chào đón cái vùng đất Tây Nguyên. The Tây Nguyên. Anh dân Tây đấy. Dân Tây à? Anh em mình. Đây nó bị thao thẳng nó có quả Tây Nguyên nó thẳng Tây Bắc. Trung Minh có ý ý là nói vào lời bác cáo á. Lính ơi, lính ơi. Anh em mình là Việt Nam cho ông ấy. Rồi. Mà cánh anh có lẽ phải là tăng nhạt hay. Bắt quẩy đông anh em bị chọn. Cầm cầm chặt mấy người nhạt bông quả. Anh em cho cảnh tìm mà Hứa Minh ở đâu rồi? Nhạt mồm nhạt miệng quá anh em. Tây Nguyên gặp Tây Bắc cái kia. Nhà uống đi học, nhà uống đi học. Phân tích. Đúng là khỏe. Tính cái gì cả. Đúng rồi. Ăn nhiều, ăn nhiều mùi rồi, ăn nhiều đây không được đâu. Thôi chuyện thông cảm nhanh nhé, tắt đây. Uống đi mùi rồi. Bà Khoa. Thôi kết thúc đây, kết thúc tinh tế.